Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Đam mê sáng tạo Việt nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái sơ đồ kích cá 14D718 nha. Thì cái loại kích cá này là thông dụng nhất, người ta hay sử dụng khoác dai để và đánh được các nhiều loại cá, ngay cả cá rô phi vẫn đánh được. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ thực tế cho các bạn cái sơ đồ nha, các bạn tự ráp luôn nha, từ thông số cho đến cái cách luôn nha, thông số biến áp và dàn công suất sò cũng như điện trở và ca ba luôn nha. Rồi giờ mình tiến hành vẽ nha, các bạn vẽ cho mình cái dàn sò trước đi. Đây bây giờ bắt đầu mình vẽ. Đây nó 14 sò nhưng mà mình vẽ mô phỏng là 3 sò thôi nha. Các bạn cứ ráp song song nó là được. Thì thực tế là đánh cá nước ngọt thì mình không cần sò nhiều, 14 sò là đủ rồi. Và với cái thông số này á, các bạn có thể là đánh được cá rô phi luôn nha. Nếu các bạn nước trong thì các bạn giảm tụ xuống là ca ba xuống để cho nó tránh đỡ tốn bình thôi, còn nếu không các bạn để vậy đánh cũng không sao. Đây thì cái con đi 718 này các bạn lật ngược nó lên vậy nha. Mình hướng dẫn từ từ cho các bạn dễ ráp luôn nha, chứ bây giờ mình vẽ sẵn ra một nùi các bạn nhìn vô nó khó đó. Đây là cái hình của con đề 718 nha. Rồi mình quay lại bên này nha, mình vẽ trước rồi mình hãy vẽ sơ đồ sau là các bạn dễ hiểu hơn và các bạn dễ hình dung ra hơn, chứ nhiều lúc mình vẽ trước các bạn khó hình dung ra và nhiều lúc các bạn thấy nó rườm rà quá các bạn cũng không có thèm ráp luôn. Nên mình phải đi từ bước 1. Đây mình vẽ là 3 con thôi cho các bạn dễ nhìn thấy. Còn nếu các bạn ráp nhiều thì các bạn cứ đấu song song với con D718 lại với nhau thôi. D718 cái này, cái chân này là chân B nha, B, C và E. Tương tự cái này cũng vậy. Con này là con Tracito nghịch nha các bạn. Còn con B688 là con thuận ngon đây. Con D718 là con gạch nha. Mình vẽ ra cho các bạn loại xe. Cái chân xe là nó thông nhau với cái vỏ luôn nha. Cái vỏ ngoài sau bằng nhôm các bạn ấy đó. Rồi bây giờ cái việc đầu tiên là các bạn nối lại ba cái chân này, nối song song với nhau. Ở đây mình vẽ 3 con thôi nha, nhưng mà cái này, cái mạch này là mình cho là các bạn sử dụng được là tới 14 nha, 14 thậm chí đến 16 con vẫn xài được. Rồi cái chân B là, đây mình sẽ giải chân B trước đó. Chân B với chân B là các bạn nối nhau nha, đây nè. Các bạn cứ ráp song song với nhau thôi, ví dụ như nhiều sò thì các bạn cứ ráp song song với nhau. Hai vế nha các bạn, cái này là một vế bên này, cái này là một vế bên này. Mình vẽ về các bạn dễ thấy. Nói chung là mình hướng dẫn từ từ, các bạn mới vào nghề hoặc là các bạn đam mê thì các bạn cũng có thể tự ráp cho mình một cái máy kích cá sử dụng trong gia đình và rất là chuẩn luôn. Đó chân B nè. Rồi các bạn cứ hàng cái chân C,
mấy cái dây nối này các bạn kiếm sợi dây điện nối, hoặc là kiếm cái thanh dây đồng khoảng chừng 1 ly trở lên, khoảng ly 2, ly 4 gì đó cũng được. Các bạn cạo, các bạn hàn chung cho chân cho nó dính với nhau. Dây điện cũng được, nhưng mà mất công mình tuốt vỏ, nó cực hơn. Còn không mình lấy sợi dây đồng trơn á, thì các bạn hàn trên 1 ly là được. Rồi tiếp đến là mình nối chân xe lại với nhau nha. Thì clip sau mình ráp thực tế rồi mình sẽ quay cho các bạn xem luôn. Còn cái này là mình cái sơ đồ mình hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu và các bạn tự ráp cũng được. Nhưng mà mình xem mình ráp thực tế cũng được. Đó. Giờ chân B với nhau nè. Rồi bây giờ tới ở chân C nè. Giờ tới chân nghe nha. Rất là đơn giản luôn các bạn. Đó, nhiều lúc mình vẽ ra trước thì các bạn thấy nhìn vô là các bạn thấy nó rất là rối. Ở đây mình vẽ tới đâu mình đấu dây tới đó luôn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà hàng dây luôn. Đó. Thì cái vé bên này đó thì ba con nè, mình vẽ ba con thôi. Còn nếu các bạn 8 con phải không? 7 con, 14 sò là 17. 14 là mỗi bên 7 con D. Đó. Thì các bạn cứ hàng song song với nhau thôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục với vế bên này cũng vậy. Vừa nãy mình làm chân B trước nha. Đó. Nhiều clip người ta hướng dẫn thì người ta vẽ ra trước. Thì các bạn nhìn vô các bạn khó hình dung. Ở đây mình vẽ trực tiếp luôn thì các bạn dễ hình dung và các bạn thấy nó sẽ là dễ hơn. Chân C đây, C xuống đây, hàng vô luôn. Bạn hàng qua cái thanh dây đồng rồi hàng kỳ lại luôn. Chân C rất là đơn giản thôi. Tiếp tục là chế tay chân E nè. Rồi mình hàng vô đây, hàng vô cái thanh chân E của cái con transistor thứ hai, mình hàng vô. Mấy cái chỗ mình để dấu chấm là mấy cái dấu hàng nha các bạn. Đó, các bạn dễ hình dung ra. Đó. Rồi các bạn cứ ví dụ như bảy con thì các bạn cứ hàng song song thôi. Đây ba con này các bạn cứ đấu tiếp tục là 4 con nữa. Cứ hàng vậy kéo ra hàng thẳng vậy thôi. Bên này cũng vậy. Đó. Rất là đơn giản thôi. Rồi thì bây giờ bắt đầu là thì bây giờ hồi nãy giờ là mình chia sẻ cái dàn sò của hai vế rồi, bên này một vế, bên này một vế. Bây giờ mình sẽ chia sẻ tới cái biến áp nha. Biến áp thì nó có cuộn ba cuộn. Nhất là cuộn thứ cấp là cái cuộn đầu ra, cuộn đầu ra mà để ra vợt á. Thứ hai là cuộn sơ cấp, sơ cấp là cái đường nguồn mà ắc quy mình vô á. Và cái cuộn hồi tiếp là cái cuộn mà để kích cho cái dàn công suất này nó làm việc á. Giờ đây mình cho cái thông số là thì cái cuộn hồi tiếp á, các bạn quấn là ra ba đầu nha. Đó, đầu tiên là các bạn quấn đầu tiên quấn đây, xong cái ra cái nấc giữa, ra cái nấc giữa đây, xong các bạn quấn tiếp. Cái thông số lát nữa mình hãy cho sao nha. Giờ mình vẽ trước để lát nữa nó không nó lộn xộn. Đó, cái này là cuộn hồi tiếp nha. Mình sẽ chia sẻ từ từ luôn cho các anh em dễ hình dung. Nhiều lúc mình nhìn có mấy cái cá mình tưởng đâu là nó khó, hoặc là nó rườm rà, mình khó hình dung. Nhưng mà thật ra nếu mà mình chia sẻ từ từ vậy thì các bạn sẽ là thuộc lòng luôn cái mạch kích cá luôn, và nguyên cái mấy kích cá luôn. Đó là cuộn hồi tiếp nha.
Và thêm một cái cuộn đó là cuộn, cuộn này là cuộn sơ cấp nha. Cái đầu này là đầu chính giữa nha. Đầu tiên là mình cũng quấn giống vậy nè. Đó, mình cuốn xong mình ra đầu giữa. Đầu giữa luôn xong mình cuốn tiếp. Mình quay ngược lại, mình gấp ngược lại. Cuốn tiếp, ra tiếp một đầu. Đó là đây. Cuốn này là cuốn sơ cấp nha. Rồi, còn cái cuốn mà không thể thiếu đó là cuốn thứ cấp. Là cái cuốn này ra vợt đây. Phần đầu tiên các bạn cũng đặt cái sợi dây vô nha. Thì clip sau á thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cuốn thực tế luôn để mình hình dung ra nó dễ dàng hơn. À, đây cái này á, cái cuộn thứ cấp này các bạn ra 3 đầu cũng được, mà các bạn ra 2 đầu cũng được. Nếu mà các bạn mới cuốn thì mình khuyên các bạn ra 2 đầu thôi, đầu này bỏ cũng được. Mình chỉ ra 2 đầu thôi. Đó, mình ra đầu này. Đầu này ra vợt nha. Cái này ra vợt nè. Và cái đầu này á là các bạn ra nối tiếp với cục K3 nha. Là cái tụ á. Là lát nữa mình sẽ cho thông số và cách đấu nha. Thì cái tụ cái tụ này á tùy theo cái dùng nước của các bạn mà các bạn chọn nha. Thì đối với cái mạch 12 14 sò nè, kích cá hai vía. Mạch này là mạch E chung nha các bạn. Mà E chung là sao để lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao mình nói là E chung. Hai vế thì nó hai bên là hai vế, đó là E chung sử dụng 14D718 nha. Cái này kích được cá phi luôn nha các bạn. Cái tụ này thì tùy theo cái vùng nước các bạn chọn, là nếu bạn nước trong các bạn xài 2 microfarad được rồi. Nhưng mà mình muốn cho nó mạnh á, nhiều lúc mình thời tiết thay đổi liên tục á, các bạn chọn cho mình là 4 microfarad nha. Con này là xài được luôn, đỡ tốt bình luôn, như lại nó hơi chuẩn luôn. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết, không có gì mà giấu giếm hết. Và cái thông số biến áp của mình á, biến áp là S sẽ bằng A nhân B nha. Sẽ bằng là 2.2 nhân 2.5. Thì 2.2 là chiều nào, 2.5 là chiều nào thì các bạn các đó trong nghề thì cũng đã biết rồi. Thì để mình vẽ cái hình dung cái biến áp cho các bạn thấy luôn. Đây nha, mình vẽ mô phỏng đây nha. Sẵn thì mình nói tới với cái đề cái máy cái cục phê biến áp đó thì đó. Thì cái hình phe nó dày, dây thì mình cuốn ở trong này. Mình cuốn nó ôm vậy đó. Em mô phỏng này cho các bạn hai chữ E nè, cái này là chữ E ráp lại nè. Biến áp này là biến áp EI nha các bạn. Là chữ E với chữ I á, đây ra là chữ E nè. Đó, dưới này chữ I mình nằm ngang nè.
lát nữa chữ E dưới lên, chữ Y ở trên. Còn cái này là cái từng cái lá thép nha, mình ghép lại với nhau thì nó sẽ ra cái biến áp giống như vậy. Và A là các bạn tính theo cái chiều này nha. Đó. Đó. Cái này là nó ôm cái khuôn nè. Cái này là A nè. Còn các lá thép mà ghép lại với nhau á, là có bị dày của lá thép á, là B nha các bạn. Là B nè, bằng nè. Khi mà mình tính cái tiết diện của cái loại thép á, thì các bạn sẽ tính là A sẽ bằng S sẽ bằng A nhân B nha. Là nó bằng bao nhiêu? Thì đây. Thì A nhân B của cái này là bằng 2.2 nhân 2.5. Đó. S sẽ bằng 2.2. Bằng bao nhiêu đó thì các bạn tính ra nha. Thì bên đây mình không có cái là bằng nó khoảng là 2.2, nó khoảng gần tới 6 cái tấm vuông để mình giáp thử đây. 2.2 cái 5 không nhớ 1 không 2 1 2 4 này, cái này là mà mình tính ra là nó 5.5 cm² nha các bạn, nó chưa tới 5.5 cm² đó. Thì mình tính ra đây là nó bằng 5.5 nha. Đó thì các bạn ra tiệm các bạn cứ nói là bán cho tôi cái phe 5.5 cm², hoặc là các bạn nói là phe 22, nếu mà cái chỗ người ta biết hay bán á thì người ta nói là phe 22 đó. A sẽ bằng A nhân B sẽ bằng 2.2 nhân 2.5 là nó bằng 5.5 cm² các bạn. Thì mình ráp sao thì mình chia sẻ vậy thôi nha. Các bạn cứ yên tâm mà ráp. Thì bên mình ráp vẫn cũng giao hàng, cũng bán. Và mình cũng chia sẻ cái cách ráp thực tế cho các bạn luôn. Mình không có giấu giếm gì hết. Có bạn, nếu các bạn mà cảm thấy mà không có thời gian để ráp á, thì muốn đặt hàng bên mình á, thì các bạn để lại số điện thoại và comment ở dưới cái bình luận cho mình nha. Bên mình sẽ ráp trả và sẽ giao hàng tận nơi cho các bạn luôn. Còn cái giá cả thì nó theo cái thời điểm. Nói chung là bên mình giá cả nó rất là hợp lý. Và nó có chế độ bảo hành. Bảo hành 1 năm các bạn. Đó thì cái biến áp nó như thế này, và cái cuộn dây sơ cấp nè. Cuộn dây sơ cấp là các bạn quấn xong cái ra một cái điểm giữa gọi là 0V á, là 12V, 0 12V á. Đó, thì này, các bạn quấn cho mình cái cuộn thứ cấp nha. Cuộn thứ cấp này, cái cuộn đầu ra nè. Thứ cấp này. Cấp các bạn muốn cho mình 440 vòng nha. Đây. Cái dây mà đi ra vợt á, các bạn quấn 440 vòng, dây 0.5 nha. Và cái cuộn này á là các bạn quấn một lớp, quấn xong hết một lớp rồi các bạn lót cái cách điện nha. Để là tại vì trong quá trình kích này cái độ dây có độ rung. Và các bạn khi mà quấn xong hết rồi các bạn nhớ nhúng vạch ni nha, nhúng vạch ni cách điện nha. Thì cái cuộn thứ cấp các bạn quấn cứ một lớp là các bạn xếp vòng, nhớ là các bạn xếp cho nó đều nha. Thì các bạn quấn quen rồi thì các bạn quấn máy quấn tay nó rất là nhanh, còn các bạn mới thì mình đặt vô cái máy quấn hay là mình quấn tay, quấn từ từ. Xong cái đủ đầy một lớp rồi các bạn quấn dây cách điện lên
sẵn bạn dán keo lại, bạn quấn tiếp lớp tiếp theo là quấn ngược lại, quấn tiếp theo là đó. Cứ thế là các bạn làm quấn cho đủ 440 vòng thôi. Ở dây là 0.5, nếu các bạn không có thì 0.4 cũng được nữa, 0.4 cũng được nữa đó, mình cho hai thông số luôn. Thì bây giờ tới cuộn sơ cấp nha, sơ cấp đây. Dây sơ cấp thì các bạn quấn cho mình là 9 vòng nha, 9 vòng nhân 2. Tại sao 9 vòng nhân 2? Các bạn đây, các bạn đặt một đầu vô, các bạn quấn 9 vòng, xong các bạn ra cái điểm giữa, xong các bạn quay ngược lại, các bạn quấn theo cái chiều đó luôn, quấn tiếp 9 vòng nữa ra cái đầu cuối đó, là nó thành 9 vòng nhân 2, là cỡ dây. Cái dây thì các bạn lấy với mình là dây 1.3 nha, 1.3 ly. Và cuộn của dây cuối cùng là cuộn dây hầu tiếp. Đây, cuộn hầu tiếp đây. Để vậy thì các bạn đọc. Để vậy các bạn nhìn cũng được. Mình tính xây cái máy quay lại cho các bạn dễ nhìn thấy, nhưng mà giờ này nhìn cũng được. Đó, để cuộn hồi tiếp là các bạn cuốn cho mình cũng giống như cuộn sơ cấp, nhưng mà cỡ dây nhỏ hơn. Đó, nhưng mà các bạn lót cách điện nha, quấn xong cuộn sơ cấp, lót cách điện xong mới bắt đầu mới quấn tới cuộn hồi tiếp. Thì cuộn hồi tiếp này các bạn quấn cho mình là 6 vòng nha, ủa 5 vòng, 5 vòng thôi. 5 vòng. 5 vòng nhân, cũng nhân 2 luôn nha. Đó, thì các bạn đặt cái điểm đầu. Xong rồi các bạn quấn 5 vòng nha. Các bạn xe dây lại ra điểm giữa. Rồi các bạn tiếp tục quấn cho mình 5 vòng tiếp nữa, ra điểm cuối. Đó là nó thành 5 vòng nhân 2 nha. Đây, cái điểm giữa nè. Đầu và cỡ dây. Các bạn lấy dây cho mình là 0.6 nha. 160 á, mili. Thì mình biết ra vậy, các bạn có thể chụp hình lại, lưu lại, hoặc là các bạn làm sao để nhớ cái thông số lần sau mình làm nha. Và cái cách đấu của nó thì các bạn đầu tiên khi mà các bạn quấn xong ra cái biến áp rồi á, cái việc đầu tiên là các bạn cạo dây nha, cạo dây đồng rồi mới hàng được đó, vì cái mạch này là cái mạch e chung nha. Mình hướng dẫn từ từ. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn hàng hai dây sơ cấp trước nha. Đây là cái điểm giữa sơ cấp nè, hai dây sơ cấp bên này á, dây bên nào thì các bạn hàng qua vế bên đó nha, hàng qua cái dây, cái chân xe nha. Đó, hàng vô cái chân xe của cái vế bên này. Và cái vế bên này cũng vậy, cái chân xe đâu, đây chân xe, chân xe đây, mình kéo thẳng lên. Nhớ lúc mà mình ra dây á, mình chừa cho cái cọng dây cái sơ cấp nó dài dài một chút để mình hàng vô đây luôn nha.
mình không có nối nha, các bạn không khỏi nối dây. Lúc quấn miếng áp ra đó, các bạn chừa cái dây ra cho sao mà nó khoảng dài hơn lóng tay nữa được rồi, các bạn tắt đó. Các bạn để hàng vô đây, hoặc là các bạn siết vô cái miếng nhôm luôn nha. Các bạn cạo xong các bạn siết vô ngóc luôn. Tại trên đây nó có con bắt ngóc nè. Hoặc là chỗ nào có ngóc đó, các bạn siết vô cái miếng nhôm này luôn. Hoặc là các bạn hàng vô chân xe. Thì cái chân xe với cái miếng nhôm là một. Hai cái đó nó thông mạch với nhau rồi. Tại vì lúc con sò này á, D718 này á, là cái lưng của nó là nó với lại cái chân xe nó là một. Nên các bạn hàng hoặc là siết cái ốc cứng, bắt ốc cứng vô cái miếng nhôm này tản nhiệt là cũng được nha. Đây đã dây ra thẳng đây. Đó, rồi. Và tiếp tục là tới cái dây hầu tiếp. Thì dây hay đầu á, cái nãy giờ khoan nói tới cái điểm giữa nha. Dây hầu tiếp á, thì các bạn cái dây hầu tiếp phía bên này á, thì các bạn hàng qua chân B phía bên này. Đây nha. Và cái chân cái dây hầu tiếp bên này á, thì các bạn hàng qua chân B phía bên này. Trừ trường hợp mà cái dàn sò mà các bạn hàng đúng dây hết rồi á, mà nó không chạy thì các bạn đảo dây hầu tiếp lại nha. Thì đảo qua đảo lại đó, nên là các bạn đảo hai cái dây ra qua hầu tiếp qua chân B bên này, còn cái dây hầu tiếp bên này qua chân B phía bên này là dàn sò nó sẽ chạy nha. Đó, thì coi như mình nãy mình hàng sai dây rồi, thì cái dây ra vợ kề nối tiếp chứ K3 rồi, không nói đi là xong rồi. Bây giờ tiếp theo là mình đấu con trở nha, con trở này quan trọng nè. Đó, con trở này thì đây con trở gắn giữa cái đầu hầu tiếp này, mình hàng vô con trở nha. Trại sứ á, rờ vàng. Cái này các bạn chọn cho mình con 15 ohm, 15 watt nha. 15 ohm và 15 watt. Nếu có hai con này không có thì các bạn có thể là chọn là con là 10 ohm, 10 watt cũng được. Hoặc là 22 ohm, 15W. Nói chung là cái thông số này mình cho là đánh được hết nha các bạn. Sử dụng con trở này là chạy được hết. Đó, thì đây một đầu các cụm điểm ra của hầu tiếp này mình đấu với con trở nha. Và cái nguồn này mình cấp vô cho cái kẹp luôn nha. Đây, cái này là dương 12V nè. Ra kẹp cộng nè. Kẹp dương 12V. Là ra cái kẹp vô cái bình ắc quy 12V á. Và cái đầu này mình xuống ra cò bóp. Mình hàng chung vô đây nha, một sợi dây nha. Này cái cò bóp là nó giống như cái công tắc thôi, mình đây mình làm để hình dung đó. Đó, xong cái công tắc đó các bạn một đầu kia á, các bạn hàng vô con trở này. Đó, này là cò bốt nè. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Thôi nếu các bạn không hiểu gì thì cứ để lại cái comment dưới bình luận ngay, mình sẽ là chia sẻ cho các bạn luôn. Cò bóp này các bạn có thể là dùng công tắc hành trình, hoặc là các bạn dùng cái bằng chải răng các bạn làm cũng được. Để hôm nào mình sẽ chia sẻ cho các clip các bạn làm cái cò bóp. Như mình làm số lượng nhiều thì mình mua cò bóp. Đó, thì cái này ra kẹp nha, và một đầu dây ra cò bóp luôn, và cái đầu còn lại của cò bóp á là vô cái con điện trở nha. Và con điện trở này á, cái trại sứ này nối tiếp qua
cái điểm giữa của cuộn hầu tiếp. Lưu ý là các bạn không có gắn kẹp cộng vô, kẹp trừ vô cái nguồn ắc quy nha, tại vì khi mình bóp nó sẽ nóng. Mình cứ gắn cái cầu bóp là ngay chỗ con điện trở này là nó rất là mát, nó không có nóng cò nha. Đó, thì mạch cách cá e chung, có nghĩa là hai chân e này mình nói chung của vế này với vế kia là mình nấu với qua một sợi dây nha. Đây, chân e đây. Đó. Và cái điểm này mình đấu là cái âm 12V, có nghĩa là kẹp trừ các bạn. Cái này ra kẹp nè, ra kẹp âm 12V, ra cái kẹp cho mình nó quy 12V đó các bạn. Và trừ các trường hợp này các bạn muốn cho cái máy mình nó khỏe, các bạn gắn cho thêm cái con điện trở hầu tiếp âm nữa. Này là hầu tiếp dương, hầu tiếp âm thì từ cái điện hầu tiếp này nè. Nhưng mà cái này có cũng được, mà không có cũng không sao, các bạn cứ bán đánh bình thường đi. Từ cái đầu này các bạn gắn cho mình có con trở, là nếu mà các bạn có thì các bạn gắn qua cái con điện trở. Rồi xong cái là cái đầu còn lại là gắn xuống cái đầu âm 12V luôn nha. Con điện trở này là 33 ohm 10W nha. 33 ohm 10W. 33 ohm 10W là được rồi. Đó. Thì cái mạch kích cá là cái máy kích thì nó chỉ trong nằm hoàn toàn trong bao nhiêu vậy đó. Là cái này 14 con D718 nha các bạn. Và nếu cái lần đầu tiên thì các bạn xem video thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông của mình nha. Nhấn cái chuông để lần sau mà có cái clip mới á, mình đăng lên á, thì các bạn sẽ là vào xem ngay liền. Hoặc là các bạn có nhu cầu đặt hàng thì hãy để lại số điện thoại và comment dưới bình luận nha. Bên mình sẽ là trả lời và cung cấp cái giá cả cho các bạn luôn. Rồi, thì video của mình đã hướng dẫn các bạn ráp một cái máy kích cá là e chung nha. Sử dụng con 14 con D718. Và sử dụng tụ 4 chấm để chích nước mặn ngọt luôn nha. Nước phèn chích cũng được luôn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông nha. Và like, chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Thì video sau mình sẽ ráp thực tế cho các bạn luôn. Và mình sẽ chia sẻ những mạch cá 20D hoặc là 30D, hoặc là mạch kích cá sử dụng vừa con sò sắt hay N3055 và sử dụng D718 luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.